Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 9. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em ở cái bài 50 rồi đúng không nào? Kính lúp rồi ha. Trong clip hôm nay thì thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn cho em ở cái bài 51, đó chính là cái bài tập quang hình học. Thì cái phần bài tập quang hình học này trong sách giáo khoa thầy đã quay rất là rõ và rất là chi tiết rồi. Các em cứ vào đó xem trước rồi chúng ta sẽ xem ở phần sách bài tập này sau các em nhé. Ok. Trong này thì nó cũng có khá là nhiều bài các em. Thầy cũng sẽ chia ra nhiều clip để mà thầy quay. Khoảng tầm khoảng 15 phút đến 20 phút đổ lại các em nhé, để các em học khỏi bị chán, chứ học nhiều quá thì mắt sẽ bị cận thị đấy em. Học về cận thị và viễn thị rồi đó. Ôi, làm miếng nước đã rồi. Ok em, làm xong miếng nước rồi đấy, tiếp tục nha. Bài thứ nhất, một người nhìn vào bể nước theo phương IM thì thấy ảnh của một điểm O trên đáy bể. Điểm O có thể nằm ở đâu? Ở đây người ta nói là trên đoạn AN, trên đoạn NH, tại điểm N, tại điểm H. Các em nhìn quan sát thấy hình này. Các em biết rằng là ta được học rồi á, khi mà tia sáng nó truyền từ không khí vào nước thì có cái góc khúc xạ. Cái góc khúc xạ nó như nào so với góc tới em? Nó sẽ nhỏ hơn góc tới. Các em hiểu không? Thầy nói lại. Khi tia sáng truyền từ không khí vào nước thì góc khúc xạ sẽ nhỏ hơn góc tới. Có được chưa nào? Vì mà góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới nên cái điểm O nó như nào em? Nó phải nằm ở trong cái đoạn nào? Chắc chắn là nó phải nằm trong cái đoạn NH này. Chứ nó không thể nào trùng với điểm N, nó cũng không thể nào trùng với điểm H, mà nó cũng không thể nào nó rơi vào cái đoạn AN này được. Mà nó chỉ có thể nằm ở trong cái đoạn này này, NH, không trùng ở hai điểm này, nó chỉ nằm ở chính giữa này thôi. Các em hiểu nè. Đấy. Ở đây ta có thể giải thích một xíu này, chứ không giáo viên hỏi cái em lớn ngớ, các em không không biết trả lời cái này đấy nữa ha. Kim Kim thì là vì góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới nên cái điểm điểm O, nghĩa cái điểm nhìn thấy đó nghe, điểm nhìn thấy phải nằm trong cái đoạn NH. Như vậy thì ở đây đây chọn câu B, em hiểu chưa? Phải giải thích như thế này nha. Ta đi sang câu 51.2 nghe, ta đi sang câu 51.2 em nhé. Em hiểu không nào? Thầy gấp giấy ở phần này lại. Câu nào rõ ràng câu nấy chứ không à. Các em loạn xà ngầu lên cái rồi không biết nữa ha. 51.2. Quan sát một vật nhỏ qua một kính lúp, ta sẽ thấy. Cái này chúng ta vừa mới được học ở cái bài 50 xong. Đó. Như vậy thì quan sát một vật nhỏ qua kính lúp ta được ảnh là gì? Cùng chiều và ngược chiều. Cùng chiều và chắc chắn phải lớn hơn vật. Nha. Nhỏ hơn vật sai này. Câu vị B ha. Ngược chiều sai, ngược chiều sai. Chứng tỏ CD này game loại nghe này, chỉ có thể A với B thôi. Cùng chiều này nhưng mà phải lớn hơn vật, nhỏ hơn vật này sai. Chứng tỏ ở đây người ta sẽ chọn thầy đáp án B. Câu này rất là dễ. Ta đi sang câu số 3 em nhé. Ta đi sang câu số 3 chứ. Nha. Như vậy ở đây là ghép câu tiếp em. A B C. Những cái nội dung này thực chất chúng ta được học rồi. Trong cái bài này là mục đích chúng ta ôn tập lại cái phần quang hình học thôi, được chưa? Vật kính máy ảnh là một một gì các em? Đây. Như vậy trong bốn đáp án này các em chọn đáp án nào? Đọc qua một lần em. Vật kính của máy ảnh chúng ta được học rồi, đó chính là một cái thấu kính hội tụ bằng thủy tinh dùng để tạo ra một ảnh thật và nhỏ hơn vật. Như vậy thì A này người ta sẽ chọn với kết hợp với đáp án 3. Kính cận là một thôi, kính cận thì biết rồi. Còn đó nè, đó chính là thấu kính gì? Các em, kính cận đó chính là một cái thấu kính phân kỳ. Có được không? Như vậy thì B này nó sẽ là với câu gì? Câu số 4. C, thể thủy tinh là một gì các em? Là một thấu kính hội tụ có tiêu cự có thể thay đổi được. Như vậy đây,
Được không nào? Kính lúp vừa mới học xong là một một gì? Thấu kính ngoại tụ dùng để tạo ra một ảnh ảo lớn hơn vật. Được chưa? Câu số 3. Rồi, chúng ta sẽ đi sang câu số 4 em nhé. Ta đi sang câu 51.4 em. Đặt một vật AB có dạng đồng thẳng nhỏ cao 2m. Cao 2m nghĩa là ở đây là người ta cho cái em AB này ha. Vuông góc với trục chính của một thấu kính ngoại tụ. Cách thấu kính nghĩa là ở đây chính là đoạn OA này ha. 5 cm. Thấu kính có tiêu cự là 10 cm, chứng tỏ đây là OF bằng OF phẩy là bằng 10 cm này. Người ta yêu cầu các em là dựng ảnh của vật AB theo đúng tỷ lệ à, đúng tỷ lệ. Rồi, đúng tỷ lệ là đúng kích thước này em. Bây giờ thầy sẽ tiến hành vẽ. Vẽ trục chính em. Rồi. Tôi coi tiêu cự đây là 10. 10 thì cách đây là 5 thì chứng tỏ gấp đôi nha. Chứng tỏ vật ở nằm giữa này. F phẩy. Chứng tỏ vật ở đây, cao ở đây là 2 cm. Là AB. Được không nào? Rồi, bây giờ ta sử dụng các cái tia của nó đi qua quan tâm ô thì truyền thẳng này. Được chưa? Song song với trục chính thì đi qua tiêu điểm. Chỗ em thành nóng nha, chỗ này nóng muốn chết luôn, nên là yên nha. Ta sẽ vẽ ảnh trên hình này của thầy, có thể nó không đúng tỷ lệ nha các em nha, tại vì nếu mà đúng 10 cm thì trên cái tờ giấy này thầy vẽ nó không không thể nào mà vừa được, nên em thông cảm. Thì đối với em thì ở trong tờ giấy to thì em chỉ lấy 10 cm là em vẽ ra. Được chưa nào? Đó. Ok. Tiếp tục em, ở câu B. Ở đây người ta hỏi các em là ảnh là ảnh thật hay ảnh ảo. Thì chắc chắn cái này chỉ là ảnh, ảnh ảo cùng chiều và lớn hơn vật em nhé. Câu B này, đây chính là ảnh ảo cùng chiều và lớn hơn vật. Câu C. Ở đây người ta yêu cầu em là ảnh nằm cách kính thấu kính là bao nhiêu cm, nghĩa là ở đây người ta cần phải tính OA phẩy bằng bao nhiêu, ảnh cao bao nhiêu cm, nghĩa là ở đây người ta cần phải tính A phẩy B phẩy là bằng bao nhiêu, đúng nha. Thì cái này chúng ta cần phải sử dụng đồng dạng nha, đồng dạng. Ở đây thầy tóm tắt cái đề bài là thấu kính tiêu cự, ở đây chúng ta người ta đã cho OF bằng OF phẩy này sẽ bằng 10 cm này. Cao thì chứng tỏ ở đây là AB sẽ bằng 2 cm này. Cách thấu kính ở đây chứng tỏ OA của chúng ta ở đây sẽ bằng là 5 cm. Chúng ta cần phải biết những cái số liệu này trước. Chúng ta dựa vào cái tỷ lệ đồng dạng, hai tam giác đồng dạng, chúng ta lập các tỷ lệ ra nha. Đầu tiên chúng ta sẽ xét cái tam giác ở đây là OAOB, chắc chắn nó sẽ đồng dạng với cái tam giác A phẩy O B phẩy. Ở đây theo trường hợp là góc góc này. Ở trong sách giáo khoa thầy đã nói cái này rồi. Khi đó chúng ta sẽ lập được cái tỷ lệ là AB trên cho A phẩy B phẩy sẽ bằng OA trên cho OA phẩy.
Tương tự như vậy thì chúng ta cũng sẽ, cái này chúng ta sẽ, thầy sẽ làm cho em các rất là chi tiết nha. AOB nó không sẽ đồng dạng và tam giác gì các em, A phẩy OB phẩy thì nó không sẽ có gì các em. Em xét cặp tam giác này em, thầy ghi nhầm ở chỗ đây em nha. Đó chính là cái tam giác A phẩy B phẩy F phẩy nó sẽ đồng dạng với cái tam giác IOF phẩy nha, cùng theo trường hợp là góc 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 F phẩy chung và hai góc vuông có được chưa nào. Khi đó chúng ta sẽ có OI trên A phẩy B phẩy sẽ bằng là gì các em, bằng OF phẩy trên cho A phẩy F phẩy, mà chúng ta có gì OI thì bằng là AB, AF phẩy thì bằng OF phẩy cộng cho OA A phẩy, cái được không nào? Đó, ở đây các em ký hiệu đây là 1 và đây là 2. Từ 1 và 2, từ 1 và 2 chúng ta sẽ suy ra, suy ra được điều gì các em? OA trên OA phẩy sẽ bằng OF phẩy trên cái gì? OF cộng OA phẩy. Ta thấy số vô ở đây là 5 trên trên cái gì các em? Ở đây chúng ta tương đương, ghi ở phía dưới ghi trên cho dễ hiểu em. OA chúng ta đây là bằng 5 này, ta thế ở chỗ đây, để thầy ghi phía dưới đi nha. 5 trên cho OA phẩy, OF phẩy, O phẩy đây là bằng 10 trên ở đây cho 10 cộng cho gì? OA phẩy. Thì cái này chúng ta sẽ tiến hành nhân chéo lên, nhân chéo lên nha, lấy 5 nhân ở đây, 5 nhân cho 10 cộng OA phẩy sẽ bằng 10 OA phẩy nhân ở đây, ta tương đương ở đây là 50 cộng 5 nhân cho OA phẩy sẽ bằng 10 nhân cho OA phẩy. Chúng ta sẽ chuyển vế và đổi dấu, 50 bằng, em lấy 10 trừ cho 5 đây trở thành là 5 nhân cho OA phẩy. Từ đây thầy suy ra OA phẩy nó sẽ bằng 50 chia cho 5 thì sẽ bằng 10 cm, hiểu chưa? Được không nào? Bây giờ chúng ta tính OA phẩy xong, bây giờ chúng ta sẽ tính A phẩy B phẩy các em nhé. Như vậy thì chúng ta từ cái mà ta có cái tỷ lệ là AB trên cho A phẩy B phẩy sẽ bằng là OA trên cho OA phẩy, chúng ta thế số vô. Đây 2 trên cho A phẩy B phẩy sẽ bằng 5 trên cho 10. 5 phần 10 thì bằng 1/2. Chứng tỏ từ đây chúng ta suy ra A phẩy B phẩy sẽ bằng 2 nhân 2 đây sẽ là bằng 4 cm. Ta kết luận đây vậy, ảnh cách thấu kính là 10 cm và cao là 4 cm. Cái bài 51.4 em. Đây thì lỡ ghi cái này nha, bỏ đây đi. Được chưa? Đó. Như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc em nha. Trong clip tiếp theo thầy sẽ quay tiếp cho các em ở cái bài 51.5 trở đi. Ok. Bye bye các em nha.